Tổng kết lại, đây là một mẫu máy điện sinh học thế hệ mới có rất là nhiều ưu điểm, có thể kể đến như là máy có đầy đủ các phụ kiện từ cơ bản đến cao cấp để phục vụ điều trị trên bệnh nhân. Thứ hai là ngoài việc điều trị bằng dòng điện sinh học hay là rác hơi thì máy còn đi kèm với chức năng siêu âm trị liệu với tần số là 1 MHz. Và thứ ba là máy có nhiều cổng giao phụ kiện, từ đó thì quý vị và các bạn có thể điều trị trên nhiều vùng cùng một lúc hoặc là nhiều bệnh nhân khác nhau. Và cuối cùng là đơn vị cung cấp máy, Hơi Lợi thực hiện chọn lọc khắt khe giữa các nhà sản xuất, nhập khẩu trực tiếp sản phẩm từ nhà sản xuất và mang đến tay người tiêu dùng để đảm bảo cả về mặt giá thành và chất lượng sản phẩm. Ngoài ra thì chúng tôi còn có đội ngũ tư vấn chuyên môn, đội ngũ kỹ thuật chuyên nghiệp cùng với chi nhánh tại cả ba miền Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh để đảm bảo cung cấp dịch vụ bảo hành hậu mãi kịp thời cho quý vị và các bạn. Thiết bị y tế Hơi Lợi xin kính chào quý anh chị và các bạn. Điều trị bằng dòng điện sinh học thì rất là phổ biến hiện nay, và chính vì vậy mà trên thị trường có rất nhiều các dòng máy điện sinh học với các tên gọi, các thế hệ và các công năng khác nhau. Để quý anh chị dễ dàng đưa ra quyết định lựa chọn một dòng máy điện sinh học cho mình thì thiết bị y tế Hơi Lợi đã chia các dòng máy chúng tôi đang cung cấp thành hai phiên bản, đó là phiên bản cơ bản và phiên bản cao cấp. Và ngay bên cạnh tôi là phiên bản cao cấp với đầy đủ các phụ kiện, công năng mà quý vị và các bạn cần. Ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng đi vào tìm hiểu chi tiết về thiết bị này. Về cấu hình thì sản phẩm này sẽ bao gồm có một phần thân máy chính và các phụ kiện đi kèm, quý vị và các bạn có thể quan sát ở phía bên trên màn hình. Phần thân máy chính thì sẽ là một chiếc vali và đây là phía bên trong. Phía bên tay trái của tôi là vị trí để quý vị và các bạn sẽ điều chỉnh, cài đặt các cái thông số. Phía bên tay phải của tôi là một phần hộc để quý vị và các bạn có thể để các phụ kiện vào đây, và sau đấy thì chúng ta có thể di chuyển và điều trị tại nhà cho bệnh nhân rất là tiện lợi. Phía đằng sau máy thì chúng ta sẽ có quạt tản nhiệt, công tắc nguồn và vị trí để cắm nguồn điện. Và khi mà gặp lại thì chúng ta được một chiếc vali với kích thước rất là nhỏ gọn, có kích thước chiều ngang là 47 cm, chiều cao là 34 cm và độ dày là 13 cm. Về phần phụ kiện, để dễ dàng phân biệt và sử dụng thì chúng ta sẽ chia ra làm hai phần chính là phần đầu dò và phần phụ kiện. Phần đầu dò thì chúng ta sẽ có củ sung, đầu dò gai, hai đầu dò phẳng với diện tích khác nhau để tùy thuộc vào vùng điều trị của quý vị và các bạn, hai đầu dò sử dụng trong siêu âm trị liệu và một đầu rác hơi. Phần phụ kiện thì chúng ta sẽ có dép, tấm điều trị vùng lưng, tấm điện cực, tấm điều trị vùng ngực hoặc là đầu gối, phụ kiện để đeo lên mắt, phần găng tay và củ điện xung cầm tay. Ngay sau đây thì xin mời quý anh chị và các bạn chúng ta sẽ cùng đi vào quá trình sử dụng và trải nghiệm chiếc máy này. Đây là phần giao diện để cài đặt và sử dụng máy, sẽ được chia ra làm hai phần chính. Phía dưới dành riêng cho chế độ siêu âm trị liệu, còn phía trên là để cài đặt tất cả các phụ kiện còn lại. Sau khi kết nối phụ kiện, chúng ta sẽ bật tắt máy ở vị trí này. Tiếp theo, chúng ta có thể cài đặt được thời gian, chế độ, cường độ và nhiệt độ. Phía dưới là nút để tăng giảm. Thời gian có thể cài đặt tối đa là 99 phút. Chế độ đã được tối giản để dễ dàng sử dụng hơn, có 3 chế độ A, B, C tương ứng với các kiểu tác động dòng điện khác nhau. Cường độ có thể điều chỉnh từ 0 đến 99. Và phần nhiệt độ thì cài đặt riêng ở vùng mà tôi đã khoanh phía bên trên màn hình. Chúng ta muốn có nhiệt độ thì sẽ cần bật tắt ở nút này, sau đó lựa chọn phụ kiện mà máy sẽ phát nhiệt, đó là các đầu dò hay là vùng rác hơi. Sau đó chúng ta sẽ cài đặt nhiệt độ, và khi cài đặt xong, máy sẽ tự nhảy về nhiệt độ hiện tại, từ đó giúp quý vị và các bạn dễ dàng theo dõi được nhiệt độ hơn. Đây là nút công tắc áp suất âm để bật tắt chế độ rác hơi, và để điều chỉnh lực hút của rác hơi thì chúng ta sẽ vặn ở nút này. Và nút vặn màu đen để điều chỉnh hồng ngoại của củ sung. Tiếp theo là phần cài đặt chế độ siêu âm trị liệu. Ở đây có thể tùy chọn được vùng mặt và vùng thân. Tần số siêu âm trị liệu là 1 MHz. Để quý vị và các bạn dễ hình dung hơn thì chúng ta có thể quan sát trong video minh họa của chúng tôi. Ở vùng mặt có 3 mức cường độ siêu âm, và các mức cường độ siêu âm vùng mặt sẽ nhỏ hơn vùng cơ thể. Và chuyển sang vùng cơ thể sẽ có 2 mức cường độ tùy chỉnh.
Đầu tiên, chúng ta sẽ đi vào sử dụng củ điện xung. Đây là phụ kiện cao cấp đã được tích hợp sẵn trong máy. Với tác dụng điện rộng, sâu nhưng không gây cảm giác đau hay khó chịu cho bệnh nhân, củ điện xung tích hợp cả nhiệt, điện và hồng ngoại. Trên phần tay cầm còn có cả núm vặn điều chỉnh trực tiếp cường độ dòng điện, rất tiện lợi mà không cần điều chỉnh từ thân máy chính. Phụ kiện tiếp theo là rác hơi, cạo gió. Đầu rác hơi có lực hút lớn, kết hợp với mức nhiệt độ điều chỉnh từ 35 đến 80 độ và hoạt động độc lập nên có thể kết hợp cùng với nhiều chức năng khác. Thứ ba là hai đầu nhiệt, điện dạng phẳng với diện tích khác nhau, tùy chọn vào vùng cơ thể mà quý vị và các bạn cần điều trị hay là massage. Thứ tư là đầu gió gai, cũng tích hợp cả nhiệt và điện, giúp massage, giãn cơ, có thể dùng cả trên vùng đầu của bệnh nhân. Tiếp theo là các tấm điện cực. Quý vị sẽ đặt tấm điện cực lên cơ thể bệnh nhân và máy sẽ tự tác động. Hoặc có thể kết hợp với việc bôi gel, tinh dầu đi kèm và di chuyển tấm điện cực giúp bệnh nhân thoải mái và tăng hiệu quả sử dụng. Phụ kiện cơ bản không thể thiếu là phần găng tay, có thể sử dụng kèm với cả găng tay cách điện. Việc sử dụng tay sẽ giúp bác sĩ, kỹ thuật viên có thể tác động đúng nhất đến các huyệt vị trên cơ thể. Ngoài ra còn có rất nhiều các phụ kiện cho các vùng riêng biệt trên cơ thể như tấm điều trị vùng lưng, điện xung vùng mắt, tấm điều trị vùng ngực hoặc là đầu gối, dép điện xung hay là tay cầm gai. Tổng kết lại, đây là một mẫu máy điện sinh học thế hệ mới có rất là nhiều ưu điểm, có thể kể đến như là máy có đầy đủ các phụ kiện từ cơ bản đến cao cấp để phục vụ điều trị trên bệnh nhân. Thứ hai là ngoài việc điều trị bằng dòng điện sinh học hay là rác hơi thì máy còn đi kèm với chức năng siêu âm trị liệu với tần số là 1 MHz. Và thứ ba là máy có nhiều cổng giao phụ kiện, từ đó thì quý vị và các bạn có thể điều trị trên nhiều vùng cùng một lúc hoặc là nhiều bệnh nhân khác nhau. Và cuối cùng là đơn vị cung cấp máy, Huy Lợi thực hiện chọn lọc khắt khe giữa các nhà sản xuất, nhập khẩu trực tiếp sản phẩm từ nhà sản xuất và mang đến tay người tiêu dùng để đảm bảo cả về mặt giá thành và chất lượng sản phẩm. Ngoài ra thì chúng tôi còn có đội ngũ tư vấn chuyên môn, đội ngũ kỹ thuật chuyên nghiệp cùng với chi nhánh tại cả ba miền Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh để đảm bảo cung cấp dịch vụ bảo hành hậu mãi kịp thời cho quý vị và các bạn. Và vừa rồi là những giới thiệu của chúng tôi về chiếc máy điện sinh học phiên bản cao cấp. Ngoài phiên bản này ra thì chúng tôi còn cung cấp phiên bản cơ bản và rất nhiều các dòng máy thiết bị điện trị liệu, thiết bị vật lý trị liệu. Nếu quý vị và các bạn có nhu cầu, xin vui lòng liên hệ đến số điện thoại hotline đang hiển thị trên màn hình. Thiết bị y tế Huy Lợi xin chân thành cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video lần sau.